Trường Đại học Thăng Long Hà Nội cho biết đang thử nghiệm hệ thống điểm danh thông minh, tự động nhận diện khuôn mặt của sinh viên khi tới lớp. Dự án trên là có tên là TLnet của Đại học Thăng Long, được triển khai bởi nhóm 4 người gồm giảng viên hướng dẫn và 3 sinh viên chuyên ngành IT. Theo giảng viên phụ trách của nhóm thì đây là công nghệ được làm ra với mục tiêu chống hành vi học hộ, điểm danh hộ Dự án hiện đang được triển khai thử nghiệm song theo nhà trường đã cho độ chính xác và khả năng giám sát thời gian thực rất cao lên tới 99,78%. Trên thế giới thì công nghệ này cũng đang dần phổ biến đặc biệt là tại Trung Quốc, không chỉ trong trường học mà còn trên đường phố.